Pedro Montano bế con gái Rosana, 3 tuổi. Bé là một trong các tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 Soberana 2 của Cuba ở Havana ngày 24 tháng 8 ảnh. AFP theo hãng tin Reuters, ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Cuba cho biết đến hết tháng 9 năm 2021, hơn 80% trong 11,3 triệu dân số Cuba đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 nội địa. Tới nay, Cuba đã cấp phép cho 3 vaccine COVID-19 nước này tự phát triển là Abdala, Soberana 2 hoặc Soberana Plus. Trong số này, gần 50% người dân đã tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm vaccine trung bình trên toàn cầu là 34% theo ghi nhận của trang web Our One in Data. Cuba đang trên lộ trình trở thành nước đầu tiên tiêm vaccine cho đại đa số người dân. Quốc gia này cũng đang tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Để so sánh, ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa cấp phép cho bất cứ vaccine COVID-19 nào dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ của Cuba vẫn thấp hơn so với Trung Quốc, quốc gia có khoảng 79% dân số đã tiêm đủ liều. Tuy nhiên, theo Reuters, nhà chức trách Cuba tổ chức tiêm chủng với tốc độ nhanh hơn Trung Quốc nếu tính theo bình quân đầu người. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, bà Ileana Morales, giám đốc khoa học và đổi mới của Bộ Y tế Cuba, lạc quan quốc đảo vùng Caribe sẽ là nước đầu tiên trên thế giới tiêm cho mọi người dân bằng vaccine COVID-19 tự sản xuất. Các loại vaccine của Cuba giúp giảm số ca bệnh nặng và tử vong đến 90% dù hiện tượng đã tiêm vaccine vẫn nhiễm virus có xảy ra. Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã khởi động quy trình đánh giá cả 3 loại vaccine COVID-19 của Cuba. Chính phủ Cuba cho biết họ bị lỡ mục tiêu tiêm vaccine sớm, một phần do lệnh trừng phạt của Mỹ đã cản trở việc sản xuất. Cũng vì thế mà Cuba đã phải trải qua một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ vào tháng 7 và tháng 8 năm nay vì sự xuất hiện của biến thể Delta. Hiện hãng dược phẩm nhà nước BioQ Bafama đã sản xuất đủ vaccine để tiêm đầy đủ cho toàn bộ dân số Cuba. Với thành công của chương trình vaccine, Cuba đang nỗ lực để mở cửa biên giới hoàn toàn vào giữa tháng 11 năm 2021. Mùa cao điểm du lịch, trong nước các biện pháp hạn chế tại các địa phương có tỷ lệ tiêm cao như Havana cũng được gỡ bỏ. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng chia sẻ vaccine của mình. TTO hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là gặp gỡ lãnh đạo các tổ chức hữu nghị Cuba Việt Nam ở thủ đô La Habana chiều 18 tháng 9 giờ địa phương, rạng sáng 19 tháng 9 giờ Việt Nam.